Rồi giới thiệu cho anh em chích chè lửa ha, ba mùa học tốt rồi à, đều cái đang thay lông nha anh em, nhưng mà con này thay lông chứ không có mắc lửa ha, được, tốt đó, ok liên tục đã rụng lông lao rồi. Khá đẹp cho anh em luôn ha. Thích thì lấy con này. Lúc trước, mùa trước là đu của nó 19 đó nha anh em. Nhưng mà đã rụng lông lao rồi ha. Đã thay lông. Anh em nào thích về chăm em này thì xong lông mình đi chơi bảo hành cho anh em không có mắc lửa ha, trừ liên tục hay lông liên tục. Anh em nào thích ok báo em. Chơi là nếp chơi đập đuôi sàn câu khá đẹp.